hiểu rồi. Thì ra chính cậu là trai anh chứ gì. Cho dù có đi phẫu thuật thẩm mỹ mình cũng nhận ra. Mau tháo bộ tóc giả này ra. Các cậu ai cũng muốn giấu cha để làm khó mình chứ gì. Sao tụi mình phải làm như vậy kìa chứ? Ở đằng kia. Mau ra đây trai anh. Cậu không lừa mình được đâu nha.